Và chúng ta cũng đến với cả trận đấu tiếp theo. Resize quân này khó đánh quá. Quân rất khó đánh. Trận đấu bản lề của xe đấu thứ 3. Ok nhá anh em, trận này thì mình quân có vẻ ổn ổn rồi. AC dành cho Hoàng Mai Nhi. Đây là Hitty của Simang. Đây AC đây. AC lại nằm đầu cánh mất rồi. Này là Văn Nhất. Baby Lo. Baby cũng có hiệu voi rất gần. Ồ, thêm một đôi voi nữa này. Đôi voi nữa. Bài cảm giác cũng khá tươi rồi. Hiệu đầu to luôn, một bầy hiệu 6. À bên kia là trận 2 là Siêng Baby Perpan, Siêng Baby Perpan. Còn bên mình là Cho Son Katha Roman Greek. Cho Son Katha Roman Greek. Quân thực sự là rất khó đánh. Một đều trong xe đấu thứ 3. Bảo vệ là mắc binh dành cho Nhất rồi. Tiếc là không phải pơ bài này nhỉ. Tiếc là không phải pơ. Bài này mà pơ thì thơm luôn. Quá nhiều vòi. Và đội vòi kia thì ngay gần với nhà của Jonan Tiểu. Jonan ngay gần xi măng. Tiểu thì chúng ta chờ đợi một chút. Không có hiệu đầu à? Hiệu đầu hơi xa. Đấy, sẽ cơ cấu để đánh cung. Rồi, xin chào Đạt Lê. Xin chào Đạt Lê. Chuyển qua Xeang đi. Rồi, có quả phụ đây. Được đấy. Hiệu voi ở nhà rồi. Thoải mái luôn, quả 6. Và bài đó là khỏe dành cho Xeang. Nếu như đánh chém trong trận này. Khả năng sẽ đi dâng cho anh Bách. Con hiêu này hình như vướng à? Nâng công nghệ hay không? Vẫn đang lùa con hiêu ra thôi. Sẽ đi dâng gần với khu vực 9 giờ. Bằng Đạt Lê. Và anh em mới vào thì anh em cùng like và chia sẻ để cổ vũ cho Hà Nam nhé. Rồi, bên này thì đang nằm BL. BM đâu. Nó công nghệ rồi, cực kỳ sớm, bài là rất khỏe.
ăn vàng ở đây luôn. Thì lên giáp. Cặp màu 5 thì chúng ta bỏ qua luôn, vào trong cánh luôn, xem đội bạn đâu nào. Cặp màu 6 rồi, đây 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 đây, đây. Những con nông dân lẻ sổ giết, chắc chắn là họ không thể về e được ở đây rồi, chắc chắn là không thể về e được ở đây rồi. Ê, để ý nào, đứng đấy đó, đứng đấy đó. Ê, dạ ơi, hơi đáng tiếc tôi này. Xem họ còn dân ở đâu nữa. Chưa chém được nhiều, bây giờ có bánh xe, giò họ cũng đi làm bài đi dâng lờ. Là một bài đi dâng lờ đến từ phương Na. Cả 8 này. Cả pơ của Mạnh Hào. Một bài đi dâng thì phải. Đây 8 đây, đây đây thấy rồi, thấy rồi. Chết sạch bãi ăn hoang. Ok, 8 mất một tân dân to. Văn Nhất 30. Thủ phù đó. Màu 8 không biết nhà ở đâu nhỉ. Thế là một bài đi dâng lờ thì phải. Phù nhá, để ý phù nhá. Cẩn thận vào nhà xi măng đấy. Măng thì đã có cung R. Bài 4A. Sóc đều. Cẩn thận ở đấy có mấy con lạc đà màu 8. Có lên giáp không? Khá nhiều lạc đà đấy. Bắt đấy đi. Bắt kia. Vẫn hở thì phải. Ruộng nhá, để ý ruộng nhá. Sửa ruộng được không? Thôi, chốt e đi hay hơn. Chốt e hay hơn. Tiếp. Bắn. Đâu rồi? Màu 3 đâu rồi? Văn Nhất đâu rồi? Màu 8 nó vẫn đang khá nhiều lạc đà ở đây. Nâng chém 4 á. Hào ông ấy. Vâng, ăn hoàng đâu mà khỏe thế nhỉ? Văn Nhất. Phù đê, phù đê, phù đê. Quá đông lạc đà của màu 8. Ăn hoang ngay gần đây này. Bảo vệ là lưng chém 4 rồi. Tiểu thì đang là 30. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi là 5x. Hoàng Mai Nhi bắt đầu đẩy. Màu 5. Màu 5 ở khu vực dưới này. Văn Hưởng là người cầm Zoma. Gặp kia anh. Ông đang đẩy chém lên nhà mình. Năm tiểu là bỏ qua luôn một năm đấy. Bắn đi, bắn tiếp tiếp. Ui ôi. Hơi xịt trong tên vệ e vừa rồi. Ở đây là bãi vàng. Nó xô thẳng lên nhà mình kìa. Phu này, là còn phu cũng cạn lời. Bình tĩnh thôi. Ra hết ngoài đi. Một năm này chết sạch bãi vàng rồi đấy. Để ý trong nhà, nhà sẽ hơi mất tay một chút. Văn Nhất 32. Màu 7 cũng đã bắt đầu có mặt ở đây rồi. Tiểu. Tiểu cũng đang chăn được màu 8 rồi đấy.
Đây bãi vàng, chết với cậu rồi. 18 giờ tuần này thì cũng không sóc được đều lạc đà nữa. Bây giờ thì vào luôn 17. Vào luôn 17. Bài Summer to. Vâng, Trần Văn Chém. Chém đi. 17 lùng nhà rồi đấy. Có vẻ như cũng chưa biết cái gì đâu. Mid E kìa Tiểu. Tiểu đã mid E. Bây giờ thì một tơn vào màu 7 này lùng lết lùng xuống luôn. Chưa chém được ruộng đâu. Hoàng Mai Nhi vừa đang là 60. Tham mình đang đè và quýt rồi. 2-1 trong trận đấu này. Khá nhanh chóng.